Ok Định à, thế là chúng ta đang đến cái bước mà chúng ta bắt đầu gen thử cho đúng không ạ? Thì là Định có thể nói lại cho anh em là từng bước một này để chúng ta gen thử và cái mục đích của việc gen thử là gì không? Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn gen thử. Mục đích gen thử là mình test ánh sáng xem nó được hay không, xong đó mình sẽ lấy con số thật để gen. P, Z. Chỗ này nó hơi bị lỗi ít. Đó, cải chỉnh và chỉ về delivery 4 tương tự như hôm trước. Bạn đi tách ra, bạn đã tách đi, chọn ở dưới, chọn vào điểm thường và đưa lên. Đó, ấn T quay mạch phối cảnh, ấn Z bên hoa là đây. Thì hôm trước thì mình có lấy vật liệu kính, mình chỉnh chống con số refresh này thì chỉnh màu nó thì bị nhầm, mình nên chỉnh lại nó. Thì mình sẽ để cho refresh khá cao, muốn kính này có một chút màu và chỉnh diffuse nó cho màu hơi xanh một tí. Ok, giờ chúng ta đặt con số gen thử, ấn vào biểu tượng render setup hoặc các bạn ấn ép người xuất hiện bảng này. Mình gen thử mình để khung nhỏ thôi, để cho 50 chẳng hạn, 50 1000. Phần gray thì vào bảng ms sample thì chúng ta để cái này là adb, mình cũng cần để là racing filter. Còn phần color mapping thì mình chuyển export near và mình mắc này thì bạn có thể tăng con số lên, nhưng mà mình chỉ để thế thôi. Đó, bảng ở đây mình chỉ điều chỉnh thế thôi. Còn frame full thì rút bật rồi. Gây thì mình để cái này item max, xuống đây là package. Và item max thì mình gen thử thì mình để khớp thân thôi. Speed thì mình cũng để mặc định. Và cache thì mình cũng để mặc định. Máy mình thì 6GB thôi, mình để RAM này là 4GB. Bây giờ mình chuyển về cam, điều chỉnh con số của cam. Gen thì mình để là 150 gen ban ngày cho nó tốt, tối đi một chút. Bây giờ mình chuyển là P mạch phối cảnh, Z chuyển mặt trời, chuyển mạch tốt, quay nó hướng sáng lên một chút. Kéo đây mình ấn C với K. Đó, bây giờ trước thì giờ mình ấn M điều chỉnh cái bảng gray này mà thì là mình tích vào hai cái này, mình để màu nó sáng lên một chút. Phần 8 lên mình kiểm tra lại rồi đã gray sky tách đi. Bây giờ mình gen thử mình chỉnh lại cái này một chút. Phím 1 và chế độ điểm kéo dài ra, quay lại cam. Phím tách là C, rồi ta tách, dùng phím 1 tách nó qua khỏi delivery. Rồi chúng ta gen thử ấn cái này, ta sẽ tối đi một chút. Chúng ta đổ lên, ghi là đơn giản, mình ghi 3. Ok, mình tách bảng vật liệu đi. Giờ gen thử với shift Q. Shift Q.
Đây đang là gen thử đúng không anh Định? Đúng rồi. Đấy thì mọi người có thể nhìn thấy luôn cái ảnh chất lượng của công trình của chúng ta đã rất là khá hơn đúng không? Nhìn sơ qua so với khi mà chúng ta thay đổi vật liệu nó rất là khá hơn so với hôm qua mà chúng ta làm với cái vật liệu lúc ban đầu. Đối với một cái người mà làm kiến trúc sư ý, theo anh là cái thẩm mỹ có quan trọng không? Có ạ. Và nếu mà như nhiều anh em họ không làm, họ làm kỹ sư xây dựng chẳng hạn, thì cái học cái tính thẩm mỹ này để làm sao bố trí bài cục nó cho đẹp thì theo anh là kinh nghiệm là như nào với cương vị là kiến trúc sư như anh? Mình sẽ đúng rồi, ok, vâng. Chắc là mọi người, anh em bí quyết trong nghề thì hơi khó nói, nhưng mà thì tôi cũng xin chia sẻ luôn, đó là gì, nếu mà mọi người không có kinh nghiệm ấy thì chỉ có một cái đó là làm nhiều. Muốn làm được nhiều thì tốt nhất là mọi người hãy tham khảo những cái kiến trúc sư, những công trình đẹp mà họ đã làm rồi, thì đấy là cái cách mà chúng ta nhanh nhất để chúng ta làm. Đó là gì, tôi có một cái mô thức thành công, đó là gì, đó là copy những cái thành công họ về, nhưng mà copy không được copy giống hệt nhé, đấy là vi phạm bản quyền. Mà chúng ta copy và chúng ta có sáng tạo, đúng không? Chúng ta có thể dựa vào một cái mẫu nhà nó đẹp mà chúng ta mang về và chúng ta sửa lại sao cho phù hợp với cái công trình của chúng ta. Ok, đấy, thì đấy là cái mà anh ý muốn nói với chúng ta. Ok rồi, quá trình gen thử này mất khoảng lâu không anh đi? Là mấy phút nữa là xong. À, 10 phút ạ. Ok, chất lượng dung lượng ảnh thì nó khoảng bao nhiêu MB nhỉ? Nó cũng nhẹ. Cũng nhẹ đúng không ạ? Cái thằng Body Mark này thì nó có cái chế độ mà render ở trên cloud không? Trên đám mây không? Hay là chỉ có render trong này không? Tức là như trong Revit ấy, nó có thể đưa lên cái update 360 độ để nó render ấy. Dạ, có. Nhưng mà chế độ đây gen khá nặng. Khá nặng ạ. Nó tùy từng người ấy. Đấy, có thể là anh quen với cái chế độ gen này rồi. Ok, nó mất vài phút nữa. Nhưng bây giờ anh làm phim này anh thường dùng chế độ nào? Mình ít khi làm phim thì mình cũng không dọn gì đến cái đêm đấy. Đúng rồi, Body Mark chủ yếu mạnh nhất là về nội thất đúng không ạ? Dạ vâng, nội thất của nó là mạnh. Mạnh số 1 đấy. Bây giờ là có phiên bản Body Mark 2017 rồi đúng không? Đúng rồi. Ok, chúng ta đang gần đến những cái giai đoạn cuối rồi. Mục đích của gen thử là render thử là chúng ta sẽ nhìn qua đúng không? Xem vật liệu đã có phối hợp nó đẹp chưa? Và test ánh sáng. Test ánh sáng luôn đúng không ạ? Như theo anh công trình này nó đủ ánh sáng chưa? Mình sẽ vào khu và mình điều chỉnh một số cho nó sáng lên một chút. Tức là điều chỉnh là nó thay đổi trực tiếp ở đây luôn ạ? Sắp xong đấy, mọi người có thể nhìn thấy công trình đấy. Đây là lớp cuối cùng sao ạ? Render lớp cuối cùng. Thì mọi người nhìn thấy đây, với cái chế độ mà render thử ấy, trong vòng một vài phút thì nó khá rất là nhiều so với Revit đúng không ạ? Revit mà chúng ta muốn render thử thì thực sự nó rất là nhạt nhòa. Lời khuyên tôi là nếu anh em cố gắng là đấy, ok, mọi người nhìn thấy chưa, anh em chỉnh thông số sáng lên rất là nhiều phần cover đúng không ạ? Chỉnh cái thông số là tăng lên. Nếu thể giải thích qua cái bảng này là như nào không? Bảng cover này giúp mình điều chỉnh ánh sáng, khi mình kéo cái thông số này xuống dưới thì nó sẽ tối đi. Đẩy thông số nó xê nhẹ thì nó sẽ sáng lên. Rồi, đấy. Rất là giống như kiểu ánh nắng tự nhiên đúng không? Mặt trời. Ok, nhìn lại, mọi người nhìn thấy rất là sáng đấy đúng không? Đấy, sau khi render xong, thử xong thì chúng ta sẽ điều chỉnh đúng không ạ? Để chúng ta trước khi chúng ta render thật đúng không ạ? Điều chỉnh thứ nhất là cái thư viện chúng ta đặt đã ngon chưa đúng không? Hai, ánh sáng như thế nào, bố cục ra sao?
đấy mọi người đấy, nó sắp hoàn thiện lại một chút nữa thôi. Nhưng mà cửa sổ sau tôi nhìn cảm giác như nó cứ ấy nhỉ, nó đen đen nhỉ. Mình hay mà tình chúng ta để vậy, mình cho màu hơi màu như vậy đúng không? Nó lên để màu xanh không? Hay là lên để màu đục kiểu này? Mình chuyển sang màu xanh cũng được, nhưng mà màu đục này nhìn nó ấy lộn lên công trình hơn đúng không? Vâng. Tôi cũng để màu này. Nếu mà gen đôi thật ấy, thì nó khoảng mất mấy bên? Lưu ảnh dung lượng nếu mà lớn thì nó sẽ rơi vào tầm 100 hay 200-300. 200-300 mê. Nếu mà dung lượng ảnh mình lưu mà lớn, kích thước ảnh mình đây đây là size ảnh. Nếu mà size lớn thì mới thế, còn đâu thì sẽ bình thường thì vẫn nhẹ thôi. Anh thấy xong chưa? Đừng ngồi không? Anh nhận xét mà chúng ta như này đã được đạt chưa? Cái này cái ánh sáng này cũng tương đối rồi. Bây giờ chẳng mình zoom chẳng qua nó hơi bị noi. Noi là gì? Nó bị mờ đi. Nó chất lượng ảnh, nó để ra thử quá. Bây giờ mình sẽ điều chỉnh con số nó tăng lên để mà khi gen thì mình sẽ chất lượng ảnh tốt hơn. Thế là bây giờ chúng ta sẽ tiến hành gen thật luôn đúng không? Giờ mình xếp lại. Mình đi vào đây. Xếp lại điểm gì ạ? Mình lưu ảnh lại. Mình chuyển lệch là A1 đi. Lưu ở đuôi CDG. Và thích OBI. Xây vào. Ok. Thì anh hướng dẫn mọi người dành cái chế độ ban đêm luôn nhá. Dạ. Mình tay con đi. Rồi, bây giờ chúng ta làm tiếp biết cái gì ạ? Dạ, mình điều chỉnh lại. Ok, bây giờ anh hướng dẫn tiếp vào bước tiếp theo là gì ạ? Mình sẽ điều chỉnh công số bảng F10 cho thông số còn gen thật cho nó tăng lên cho đỡ lúc mình gen thật nó đỡ no hơn. Tức là bây giờ chúng ta tiến hành gen thật luôn đấy ạ. Đúng rồi. Ok, anh dẫn từng bước cho anh em nhé. Mình bảng F10 thì khi đó mình có thể tăng size này lên 1.500 nhưng 2.000 ray này thì bản này không vẫn thế, không thay đổi color thì mình vẫn đã ghế, chỉ thay đổi bảng này chúng ta vào edit mask thì có vẻ để 2 chẳng hạn, khá cao để chúng ta đẩy menu luôn. Và sắp biết kẻ tăng lên 80. Và xuống dưới này sắp biết ngày thì mình có cả đẩy là 3.000. Đẩy 0.05 cũng được. Setting. Và vật liệu thì ngoài ra thì chúng ta có kể vào bảng vật liệu tăng thông số sắp biết của vật liệu lên để 24 chẳng hạn. Các thông số của vật liệu mình sẽ tăng lên 24, mình cần sẽ để 24. Mình sẽ đẩy hết 24. Tác dụng là gì vậy? Mình tăng lên cho vật liệu đỡ bị noi. Cuối cùng là làm bước này đúng không? Bây giờ thì không thì làm cái này để mà gen thở thì nó rất là nặng. Xem lại con số. Tương đối. Ta là ship quy gì trên? Gen thật, đúng không? Thế anh Hiệp, anh định cho mình hỏi là gen thật này vừa rồi anh bảo là rất lớn đúng không? Nếu mà để xuống lại thì khi mà chúng ta sâu cho người chủ nhà thì chúng ta thường thì mình sẽ gen ở cái cứ vừa phải thôi. Thường thì mình sẽ gen tầm 1.000 nhân với 1.500. Nhìn dễ đúng không? Thì nó khoảng bao nhiêu bê ạ? K
Cái này cũng chỉ tầm 100 ly được không ạ? 100 ly một bức ảnh là cũng là khủng đấy đúng không ạ? Như bọn anh những cái bức ảnh lặng như vậy thì xử lý như nào? Mình cứ mang đi sau đoạn gửi file cho nhau thì nó rất là nặng đúng không? Dạ vâng. Thì mình up lên rồi đúng không? Mấy chục đi không đến nặng, không nặng đấy đâu. Dạ. Chỉ là file ảnh JPG. Cái này khoảng bao nhiêu phút thì xong được bức ảnh thật đấy? Cái này khá lâu. Ok. Thôi bây giờ mọi người cứ chờ đợi mọi người ra cái ảnh thật nhé. Thì nếu ai mà muốn xem ảnh thật này thì chúng tôi sẽ render sau và sẽ gửi cho các bạn sau trên nhóm WhatsApp. Đấy không? Thế là anh Định có thể tắt đi và hướng dẫn anh em là render cái chế độ ban đêm đúng không ạ? Dạ. Ok ạ. Rồi, kết thúc ạ. Power, muốn dừng là ấn stop ạ. Đấy không? Ok.